xin giới thiệu, đây là dàn MIDI model là Sony A01MD. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. CD dạng đĩa nốt như vậy cực kỳ độc đáo. Chỉ cần mình ở đây nó có cái mũi tên của CD nè, mình nhấn vào. Đúng không? Nhấn vào thì nó trượt cái khe dưới này lên, mình để nguyên cái đĩa như vậy. Nó nút vào. Cực kỳ độc đáo rồi nó hạ xuống. Tiếp tục, đây là chữ MD, mình nhấn vào chữ MD này, nó sẽ đưa MD ra có cái khe như vậy. Ở trên MD nó có cái mũi tên nha, có cái mũi tên. Mình rút nguyên cái hộp MD theo hướng mũi tên vào, đi thẳng vào luôn. Đây. Một bộ dàn thiết kế cực kỳ độc đáo, rất sang chảnh và rất tiện dụng đúng không? Dàn này full chức năng CD, MD, cassette, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn có ngõ AUX, hai đầu AV ra 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Lo zin theo dàn A01MD, lo 2 bass, 1 trep. Đây, 2 bass, 1 trep. Bây giờ em sẽ quay phía sau cho mình tham khảo. Lo zin theo dàn thiết kế độc đáo với 2 bass, 1 trep và âm ly nằm trên lo. Nằm bên cái lo này, không phải âm ly nằm trên cái đầu CD nha. Đây là một thiết kế cực kỳ độc đáo mà không có model nào mà có được. Đây là hai ngõ bông sen đỏ, trắng. Mình dùng hai ngõ này để kết nối với điện thoại, TV, máy tính. Bên em có bán dây kết nối điện thoại, các nào có nhu cầu mua kèm dàn thì liên hệ em. Công suất em có nói là nằm trên cái lo nên sẽ không nằm trên âm ly đâu. Mình lật cái chân này lên thì mình sẽ thấy công suất ở dưới. Công suất âm ly là 48W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung với dàn thì liên hệ em. Phía dưới này là anten AM FM, FM là 90 nha. Nó rất là nhiều ngõ nằm ở dưới này. Bây giờ mình quay ra mặt trước. Công suất lo không thấy ghi trên lo. Thông thường những lo Sony thì đa phần là 50W một thùng, 100W một cặp nha. Chiều cao của lo là 30cm, lo khá to. Đây em để găng tay nè. Đây một găng tay nè, gần hai găng tay em. Chiều cao của lo là 30cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng tầm 20-25m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Bên em có bán dây kết nối điện thoại, có bán luôn cục đổi nguồn kèm theo dàn. Các anh nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc giúp em 300.000. Phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship nha. Kết bạn Zalo hoặc nhắn tin Zalo hoặc gọi đến số điện thoại 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh mặt trước, mặt sau của bộ dàn Sony qua cho các anh xem để mình chốt hàng nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng CD. Mình sẽ nghe bài Chiều Mưa Biên Giới của Thanh Tuyền qua đĩa CD. Lòng anh
tưởng dường chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm người đi khu chiến thương người hậu phương chân còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Sony quá hay đúng không? Đúng lúc nào cũng vậy. Sony thứ nhất là thương hiệu quá quen thuộc, đi vào lòng người Việt Nam rồi. Nghe đồ Nhật nhắc tới Sony là đầu tiên, tất cả các sản phẩm từ nghe nhạc hay tới đồ gia dụng trong nhà đúng không? Sony đã quá quen thuộc. Và cái thứ hai là dàn nghe nhạc thì lúc nào cũng vậy, Sony là thiên bát. Bát rất sâu, chắc và ấm, chất lượng. Nghe nhạc vàng lẫn nhạc trẻ hay nhạc đen đều hợp hết, không kén một thể loại nhạc nào hết nha. Bây giờ mình test chức năng thứ hai là chức năng đĩa MD. MD là đĩa của Nhật có tuổi thọ rất bền, mình có thể chép nhạc, xóa nhạc thoải mái trên cái đĩa này. Bên em có bán MD và nhận chép theo yêu cầu. Ca nào thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ để em chép nhạc vào MD cho mình nha. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua đĩa MD. Ca sĩ Như Quỳnh rồi mình kết thúc clip test. Em xin nhắc lại, bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện các anh nhận hàng tại nhà. Các nào mua bộ dàn này vui lòng cọc giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cọc phí ship. Hồi nãy em nói nhầm 300 nha. Thời gian có hạn, em sẽ test luôn cassette cho các anh tham khảo rồi mình kết thúc clip test nha. Mình qua tab nè, tab là cassette nha. Cassette thì nó nằm phía trên này. Vậy là chức năng dàn này quá hoàn hảo đúng không? CD nè, MD nè, em sẽ lấy nè. CD, lấy đĩa ra. Tiếp tục mình lấy MD. Và cuối cùng là cassette. Đây. Bây giờ em xin kết thúc clip test, cái nào mua hàng thì cứ liên hệ với bên em nha.